Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét quyết định 4 nội dung rất quan trọng nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai, các tổ chức tín dụng và kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách quan trọng góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước và thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Đây là những nội dung có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm 2024 và cả nhiệm kỳ, mà còn có ý nghĩa căn cơ chiến lược lâu dài. Về dự án luật đất đai sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là dự án luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước, có tác động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời cũng là dự án luật rất khó và phức tạp. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đến nay, dự thảo luật đã quán triệt đầy đủ về thể chế hóa các quan điểm, nội dung của nghị quyết số 18 của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8, phù hợp với hiến pháp, đồng bộ thống nhất với hệ thống pháp luật, đủ điều kiện để trình Quốc hội tại kỳ họp này. Sau kỳ họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các cơ quan có liên quan khẩn trương tiếp thu hoàn thiện dự thảo luật, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại hai phiên họp vào tháng 10 năm 2023 và tháng 1 năm 2024. Dự thảo luật sau khi được tiếp thu chỉnh lý gồm 16 chương và 260 điều, bỏ 5 điều, chỉnh lý 250 điều so với dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Về dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, dự án luật có nhiều nội dung chuyên sâu, có tác động trực tiếp đến chính sách tài chính, tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu thận trọng, toàn diện, góp ý hoàn thiện và xem xét biểu quyết thông qua dự thảo luật, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, bảo đảm sự an toàn, lành mạnh, minh bạch, ổn định và bền vững của hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Phát triển theo đúng nguyên tắc thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và thông lệ chuẩn mực quốc tế, phổ biến nâng cao khả năng cạnh tranh, tiếp tục phát huy vai trò là kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế. Về một số cơ chế chính sách đặc thù đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trên cơ sở kết quả giám sát của Quốc hội và thực tiễn phong phú tại bộ ngành địa phương đơn vị, các đại biểu Quốc hội cho ý kiến về nội dung và tính khả thi của từng quy định cụ thể trong dự thảo để hoàn thiện xem xét thông qua nghị quyết tại kỳ họp này. Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng, cấp thiết về tài chính ngân sách bao gồm việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn để thực hiện dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Sau khi được tiếp thu